chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 28, các oxit của carbon. Đây tìm hiểu về cái oxit thứ nhất, đó là carbon oxit. Carbon oxit, công thức phân tử là CO, phân tử khối là 28. Tìm hiểu thứ nhất là tính chất vật lý. CO là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí và rất độc. 2. Tính chất hóa học. Để tìm hiểu tính chất học của CO, ta quan sát cái thí nghiệm ảo sau. Mô hình thí nghiệm CO khử CuO. Dẫn khí CO đi qua CuO đun nóng sau một thời gian. CO từ màu đen chuyển dần sang màu nâu đỏ và cốc nước vô trong bị đục. Qua thí nghiệm, kết luận được CO tác dụng với CuO tạo thành kim đa đồng màu đỏ và khí CO2, là phương trình hóa học. Ngoài ra, CO còn có thể tác dụng được với một số oxit khác như FeO, F2O3, Fe3O4, BPO, ZnO, vân vân. Em hãy viết các phương trình hóa học đó. Ta có 4 phương trình hóa học CO tác dụng với các oxit. Em hãy hoàn thành các phương trình hóa học sau. Thứ nhất, trình thứ hai, trình thứ ba, trình thứ tư. CO còn tác dụng được với chất nào nữa không? CO khi cháy trong oxy hoặc trong không khí với ngọn lửa màu xanh và tỏ nhiều nhiệt. Đây là phương trình hóa học. Hỏi, CO có tác dụng được với nước, dung dịch 3 giờ hay dung dịch axit không? CO không tác dụng được với nước, dung dịch axit, dung dịch 3 giờ. Từ đây chúng ta có được kết luận CO là oxit trung tính, tức là không tác dụng với nước, không tác dụng dịch 3 giờ, không tác dụng axit. CO có tính khử là tác dụng được với oxy, với oxit kim loại như là FeO, F2O3, F2O4, CO, vân vân. Ứng dụng của carbon oxit chúng ta tự tìm hiểu trong sách giáo khoa. Sau đây thầy sẽ tóm lược lại phần carbon oxit dưới dạng sơ đồ như sau. Carbon oxit, tính chất vật lý là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí và rất độc. Tính chất hóa học thì CO là oxit trung tính, tức là không tác dụng được với nước, không tác dụng với axit và không tác dụng với 3 giờ. Tính chất thứ hai là CO là chất khử. Khử một số oxit kim loại và tác dụng với oxy. Và là ứng dụng thì CO dùng làm nhiên liệu chất đốt, chất khử. CO dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp hóa học. Hai là mã carbon dioxide hay còn gọi là khí carbonic. Công thức phân tử là CO2, phân tử khối là 44. Một, tính chất vật lý. CO2 là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy và sự sống. Số 2. Tính chất hóa học. CO2 thuộc loại oxit nào mà em đã học? CO2 là oxit axit, cho nên CO2 nó sẽ có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit axit. CO2 là oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch 3 giờ như là NaOH, CaOH 2 lần, vân vân. Là oxit 3 giờ tan như là CaO, Na2O, K2O, BaO, vân vân. Viết các phương trình hóa học xảy ra ở các trường hợp sau theo từng tỷ lệ trên phương trình hóa học.
Tóm lược lại tính chất của CO2 bằng sơ đồ tư duy như sau. Tính chất vật lý. CO2 là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước. Tính chất hóa học. CO2 là oxit axit, tác dụng được với nước, tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với dung dịch 3 giờ tạo thành muối và nước. Tác dụng với oxit 3 giờ tan tạo thành muối. Ứng dụng. CO2 dùng làm chất chữa cháy, chất bảo quản thực phẩm, sản xuất nước ngọt có ga, vân vân. Bài học chúng ta tới đây là hết. Các em hãy làm các bài tập vận dụng trong sách giáo khoa.